Những vì sao nhân loại. Mỗi khi nhớ đến ông bà, cha mẹ và người thân đã qua đời, ta thường có thói quen nhìn lên bầu trời đầy sao và tưởng như các vị là những vì sao lấp lánh trên cao đang nhìn xuống chở che và dõi từng bước ta đi. Ý nghĩ và tâm tình ấy không sai, vì chính Giave Thiên Chúa cũng lấy các vì sao để chỉ sự đông đúc của dân gại khi nói với tổ phụ Abraham, người được mệnh danh là cha của những kẻ tin: ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nhiều như sao trên bầu trời. Và trong tâm thức của nhiều người, ai sinh ra cũng có một vì sao hộ mệnh, và khi chết sẽ trở về với vì sao đó. Ở đây, người viết không đi tìm lý giải vấn đề này, nhưng chỉ chia sẻ sứ mạng làm vì sao dẫn đường của con người. Thực vậy, chúng ta không thể biết nhiều sự, nhiều người, nếu không có người hướng dẫn chỉ bảo. Đó chính là lý do ai cũng phải học hỏi, phải khiêm tốn đón nhận kiến thức, kinh nghiệm của người khác, bất cứ người đó là ai. Bởi một em bé cũng có thể là thầy của ta. Một người ít học cũng có thể là người hướng đạo dẫn lối chỉ đường cho ta trong nhiều hoàn cảnh tình huống. Nên tự mãn tự phụ, cho rằng mình biết tất cả, mình nắm trọn vẹn chân lý là điều lố bịch, thái độ hậm hĩnh kiêu căng của người ngu dốt, chẳng biết gì và chưa hề khôn ngoan. Ý thức tất cả mọi người đều có thể dạy ta những điều hay lẽ phải. Bất cứ ai cũng có thể cho ta những bài học chân thực quý giá và giúp ta thành nhân thành đạt. Ta sẽ nhận ra chung quanh có rất nhiều vì sao dẫn lối ta đi. Và chính ta cũng mang sứ vụ làm sao sáng soi lối cho nhiều người trong cuộc sống. Những vì sao tiền nhân đáng kính đã góp công xây dựng thế giới ta đang sống. Những vì sao tổ tiên ông bà đã chuẩn bị cho ta một chỗ đứng trong gia tộc dòng dõi. Những vì sao cha mẹ yêu thương đã cho ta vào đời làm người. Những vì sao cô dì chú bác, thân bằng quyến thuộc đã đồng hành bảo bọc ta. Những vì sao vợ chồng, tình nhân, bạn hữu không ngừng làm đời ta thêm đẹp bằng ân sâu nghĩa nặng. Tất cả đang lấp lánh hoặc trên bầu trời cao, hoặc trong đáy mắt cảm thông trìu mến giữa đời thường. Vì thế, từng giây từng phút trong cuộc đời, ta luôn được các vì sao đồng hành. Đó là những vì sao của người đã chết mà hằng đêm ta ngước mắt thương nhớ, hướng lòng cầu nguyện. Bên cạnh là những vì sao đang cùng ta chung sống mà hằng ngày ta vừa đón nhận, vừa trao ban ánh sáng. Tất cả đều mơ ước chiếu sáng đời ta, đều khao khát xua tan bóng đêm khỏi ta. Bởi hạnh phúc duy nhất và vĩ đại của các vì sao, hoặc trên bầu trời, hoặc giữa cuộc đời, đều là soi lối, dẫn đường, dìu dắt những bước chân nhân loại đang lần mò tìm lối, đang dò dẫm kiếm đường, đang hoang mang chơi vơi lo sợ vì lạc đường mất hướng. Thực vậy, trên hành trình cuộc đời, chúng ta không thể bỏ quên những vì sao rất dễ thương đã qua đời và những vì sao rất dễ yêu đang còn sống. Bởi nhờ những vì sao dễ thương đáng yêu này mà chúng ta không lạc lối lầm đường, không xa lưới, sập bẫy, lọt hầm trông của thần dữ kẻ thù. Nhưng vấn đề là chúng ta có đủ khiêm tốn để biết mình cần ánh sáng của những vì sao trên cao và chung quanh, đồng thời đủ tinh tế và sẵn sàng để nhận ra và thực hiện thông điệp của những vì sao ấy hay không. Tin mừng Matthew cho chúng ta một mẫu gương lý tưởng trước vì sao. Đó là ba đạo sĩ đã theo vì sao lạ dẫn đường đến Bethlehem. Tuy là những người thông thái khôn ngoan, các vị vẫn khiêm tốn ngước mắt chiêm ngưỡng và mau mắn dõi theo ngôi sao lạ dẫn đến Bethlehem để bái lạy đấng cứu thế vừa mới sinh ra. Ngôi sao lạ ấy đã xuất hiện và dẫn các vị đến Jerusalem,
Nhưng cũng tại đây, ngôi sao ấy biến mất. Cho đến khi các vị gặp vua Ê-rô-đê xong, thì ngôi sao họ đã thấy ở phương đông mới lại xuất hiện và tiếp tục dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở. Đi theo ánh sao, chúng ta cũng sẽ được vui mừng như ba đạo sĩ đã mừng rỡ vô cùng khi trông thấy ngôi sao. Bởi sao sáng sẽ đưa chúng ta ra khỏi bóng tối gian dối, chia rẽ hận thù bạo lực, và dẫn chúng ta vào đường ngay nẻo chính, đến gặp Thiên Chúa là đường, sự thật và sự sống. Hạnh phúc chúng ta hằng mong đợi, trên hành trình cuộc đời, khó tránh khỏi bóng tối mây mù. Sống hưng